Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình sẽ sửa cái loa vi tính này nha các bạn. Cái hiện trạng của cái loa vi tính này thì mình được ông anh mình cho. Thì lúc đầu á, là nó bị hư cái biến áp nha các bạn. Cái biến áp á, cấp nguồn 12V đôi cho nó thì nó bị chạm vòng sơ cấp, tức là cái đường mà điện 220 vào đó các bạn. Thì nó bị chạm vòng cho nên là cái sơ cấp á, cái số dây á, nó bị ngắn lại, cho nên là cái điện áp ra ở cái đầu thứ cấp nó khá là cao. Cho nên là nó bị chết mất cái gì đó trên cái này thì mình chưa kiểm tra nha các bạn. Cái này mình mới có tháo ra sơ thôi, mình tháo ra mình xem sơ thôi nha các bạn. Thì lát nữa mình sẽ đóng nguồn vào và test thử xem là nó bị cái lỗi gì nha các bạn. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa. Thực tế cái bo này á, nó xài cái con IC là TDA 2030, nó là xài cái dạng IC đơn giản nha các bạn. Đa số những cái con IC TDA 2030 này nó đều sử dụng trên những cái con loa vi tính giá rẻ nha các bạn. Tại vì cái công suất của cái con IC này nó khá là thấp, nó chỉ khoảng cỡ 18W thôi nha các bạn. Và cái sức chịu tải của nó thì không tốt cho lắm. Cho nên nếu như các bạn xài loa vi tính thì mình cân nhắc cho các bạn biết là nếu như các bạn xài, các bạn đừng lên vặn cái volume lớn quá. Đặc biệt là ở cái volume cái loa bass đó các bạn, các bạn vặn lớn quá đó thì cái con công suất nó rất là nhanh chết luôn. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà mình biết được sau một cái quãng thời gian dài mình làm ở tiệm sửa điện tử đó các bạn. Mình sửa cái loa này rất là nhiều luôn. Thì những cái lỗi thường gặp như thế nào thì lát nữa mình sẽ đi sâu vào thêm và mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn làm. Mình sẽ hướng dẫn một cái cách nào đó mà nó đơn giản nhất nha các bạn, mà gần như là không phải thợ cũng làm được mà dân thường cũng làm được luôn nha các bạn. Tại vì những cái ban bệnh ấy, của cái mạch loa vi tính này thì nó khá là đơn giản rồi, nó cũng không có gì phức tạp. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng một cái biến áp thay thế nha các bạn. Biến áp này là cái biến áp 3A này. Thì cái biến áp này nó có cái giá cỡ tầm độ dưới 100 ngàn thôi nha các bạn. Đây, nếu như trong trường hợp mà cái loa của các bạn nó bị hư cái biến áp này thì các bạn cứ ra mấy tiệm điện tử đó thì mua, nói là mua cái biến áp 3A thì nó sẽ bán cho các bạn ngay. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn thử nha các bạn. Rồi mạch các thứ thì mình đã cắm đầy đủ rồi. Cái thứ nhất các bạn để ý này, khi mà các bạn cắm điện vào thì các bạn lên mớm cái ổ điện đó, các bạn cắm vào phát là các bạn phải ở cái tư thế là sẽ sẵn sàng rút ra ngay. Nếu như các bạn nghe cái tiếng bục của cái loa này nè, các bạn cắm vào nghe cái ục, cái ục mà nó các bạn thấy cái loa này nó bị đẩy ra hoặc là bị hút vào các bạn, thì các bạn phải rút điện ra liền. Ở đây mình có cái con loa vệ tinh này, mình sẽ cắm luôn cái con loa vệ tinh vào. Nếu như mà test thì mình phải cắm đầy đủ luôn, mình sẽ dễ dàng cho cái việc mà xác định cái ban bệnh của nó. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện nha các bạn. Đó, các bạn lưu ý khi mà các bạn cắm điện đó, các bạn lên mớm luôn ở cái tư thế sẵn sàng rút cái giắc cắm ra ngay. Tại vì nếu như các bạn duy trì cái việc mà cắm trong ổ điện đó nó lâu quá đó, gần 2-3 giây thôi là cái loa sẽ bốc khói ngay. Rồi bắt đầu nha các bạn, mình sẽ cắm điện nè. Xem là có cái hiện tượng gì hay không. Rồi, mình đã cắm điện nhưng mà mình không có hề nghe thấy cái hiện tượng cái loa nó bị ục, nó có cái tiếng ục với bạn. Hay là có cái hiện tượng gọi là loa nó hút vào hay là đẩy ra, gần như là không có. Đây bên cái phần mà nó có cái giắc cắm nhiều chân này các bạn, nhiều dây nè, là nó đi lên cái mixer, tức là cái phần mà vặn volume chỉnh bass rồi chép các thứ đó các bạn. Thì mình sẽ xào ở đây, mình sẽ thử xem. Tức là mình kích thử đó các bạn, mình kích thử xem là cái phần công suất nó có chạy hay không đó, là các bạn cần sờ vào những cái đầu này nè. Là nó sẽ có cái tiếng ù nha các bạn. Nó ù như vậy chứng tỏ là cái phần công suất cho hai cái loa vệ tinh vẫn bình thường nha các bạn. Còn cái loa bass này mình chưa có nghe thấy cái tiếng gì cả. Đây cái chân mà xuống bass này các bạn, đây nè. Rồi, cái phần công suất cấp cho loa bass thì mình thấy là nó không có tín hiệu gì rồi. Có vẻ như là cái con IC công suất cấp cho cái loa bass này có vấn đề nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng đồng hồ, mình đo thử luôn nha các bạn. Mình đo thử cái nguồn cấp cho cái con IC công suất này nó đã đủ hay chưa. Thì lúc đầu mình đã kiểm tra rồi, coi như là cái phần công suất cho hai cái loa vệ tinh á
mỗi một cái lò vệ tinh là nó sẽ có một cái con công suất này các bạn. Thì mình thấy là cái phần hai con công suất cấp cho lò chép này, hai cái lò vệ tinh này nó bình thường. Mình hay gặp những cái bệnh của cái lò vi tính này các bạn, đa số nha nó đều hư cái con công suất bát là nhiều, còn hai cái con công suất mà cấp cho cái lò chép á, hai cái lò vệ tinh đó thì gần như là nó rất ít hư hỏng nha các bạn, có nhưng mà rất là ít. Rồi bây giờ mình sẽ dùng đồng hồ và đo thử luôn nha các bạn. Mình sẽ đo thử cái nguồn đôi của nó xem là nó đã đủ cái điện áp cấp hay chưa. Cái con IC TDA 2030 này thì thường nó có 5 chân nha các bạn. Chân số 1 là cái chân tín hiệu vào, và cái chân số 3 là cái nguồn điện áp âm, và cái chân số 5 chính là cái điện áp dương nha các bạn. Còn cái chân số 4 là cái chân xuất tín hiệu ra loa. Rồi bây giờ mình sẽ đo đạc thử. Rồi cái trường hợp này thì bây giờ mình sẽ tháo hết những cái cáp này ra nha các bạn, để mình dễ dàng test cũng như là mình sẽ đo đạc cái mạch này dễ dàng hơn. Đó, coi như trước tiên là mình cứ kiểm tra cái mạch này trước đi, rồi sau đó mình sẽ kiểm tra xem là cái lò bát này nó còn hay không. Tại vì trường hợp cũng có một cái số trường hợp đó các bạn, thì cái điện áp 12V này nè nó sẽ dẫn thẳng luôn, tại vì cái con công suất lò bát đó là nó bị chạm rồi, cho nên là điện áp dẫn thẳng, dẫn đến cái trường hợp mà cái lò bát này nó bị cháy luôn. Thì lát nữa mình sẽ kiểm tra. Thôi mình sẽ kiểm tra luôn đi nha các bạn. Mình kiểm tra luôn là coi là cái lò bát này nó còn hay không. Đây chính là cái dây lò bát nha các bạn. Mình sẽ bật cái thang đo ôm này. Thường là những cái lò bát á là nó có cái điện trở rất là thấp, nó chỉ khoảng 4 ôm thôi nha các bạn. Đó, mình sẽ đo cái trở kháng của cái loa này xem là nó còn hay không. Đó, các bạn thấy là trên đồng hồ nó đang hiển thị là 4,2 ôm nha các bạn. Tức là cái loa này 4 ôm, chứng tỏ là cái loa này vẫn còn, chưa có bị cháy. Rồi, vậy là mình chắc chắn 100% cái ban bệnh bây giờ nó đang ở cái bo mạch này nha các bạn. Đó, bây giờ mình chỉ việc kiểm tra cái bo mạch này và mình sửa nó thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đo đạc cái điện áp trên cái con IC bên cái phần công suất lò bát này nha các bạn. Mình xem là cái điện áp nó đã đủ hay chưa, và tại sao nó lại không có ra cái tín hiệu gì ra loa. Mình sẽ bật ở mức đo thang, mình sẽ bật ở mức thang đo DC nha các bạn. Rồi, cái que đen này mình sẽ để ở mát, tức là cái chân giữa của cái đầu ra nha các bạn. Đó, cái chân giữa của cái biến áp này các bạn, chân giữa đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đo ở chân số 3 trước. Đã có điện áp âm 15V nha các bạn. Và điện áp dương ở chân số 5 cũng đã đủ luôn nha các bạn. Vậy là cái con IC công suất lò bát này nó đã đủ điện áp và âm dương rồi nha các bạn. Rồi, vậy thì mình sẽ thử kiểm tra luôn cái con 4558 này để mình xem là nó đã có áp cấp hay chưa, để mình dễ dàng mình phân được cái ban bệnh của nó là nha các bạn. Cũng là que đen vào cái chân mát chung, chân số 4 và chân số 8 nha các bạn. Chân số 8 là điện áp dương nè. Rồi, đã có điện áp dương. Và chân số 4. Rồi, đã có điện áp âm luôn, và là điện áp khá là đầy đủ, không có thiếu điện áp nào. Còn cái phần hai cái con công suất cấp cho hai cái loại vệ tinh đó là mình đã test như lúc đầu rồi. Mình thấy là nó vẫn bình thường. Rồi, trong cái trường hợp này thì khả năng cao á là nó bị hư cái con IC công suất này nha các bạn. Con TNA 2030. Với cái con IC này các bạn có thể tự thay được. Nếu như trong cái trường hợp á mà các bạn đo cái điện áp đầy đủ nè, điện áp đầy đủ không sụt áp, là mình cần thay con IC này đi là nó sẽ chạy bình thường. Còn trong cái trường hợp sụt áp đó thì cũng có thể là sẽ bị hư ở cái con IC TNA 2030 này, tại vì cái nớp bán dẫn đó nó có thể bị chạm với nhau, thì coi như là nó sẽ gây ra cái hiện tượng sụt áp là bình thường nha các bạn. Đó, khi đó mình sờ cái con này sẽ rất nóng. Còn ở đây mình sờ cái con này nó không có nóng luôn, và chứng tỏ là nó bị bứt chân luôn rồi, coi như là cái con này nó bị đứt bên trong các bạn, cho nên là nó không còn hiện tượng ấm hay nóng gì luôn. Còn hai con bên này thì nó có hiện tượng ấm này các bạn, tại vì mình cấp điện vào thì nó sẽ ấm thôi. Cái xe này các bạn mua rất là dễ dàng, tại vì cái giá thành nó chỉ dưới 10.000 đồng một con thôi nha các bạn. Đó, mình nhắc lại là cái con xe này nó dưới 10.000 đồng một con, giá rất là rẻ luôn.
còn cao cấp lắm, cái con nào mà xịn sò lắm luôn, gọi là hàng loại 1 thì nó chỉ khoảng mười mấy ngàn thôi. Còn cao hơn thì cái giá đó như các bạn biết rồi đó. Còn như chính xác á, những cái con thông thường bình thường thì cái giá nó chỉ khoảng 10 ngàn đổ lại thôi, còn cao cấp lắm thì khoảng mười mấy ngàn. Rồi cái con này các bạn mua những cái tiệm điện tử, các bạn những cái tiệm sửa điện tử đó thì người ta bán rất là nhiều, các bạn có thể mua về các bạn tự thay vào. Nếu như cái trường hợp mà các bạn nhìn cái bo mạch này nè, nó không bị cháy chở, những cái con chở mà trong này nè các bạn nhìn mà nó không có bị cháy đen thì các bạn có thể thay đi. Còn nếu như nó bị cháy đen đó thì các bạn phải lưu ý, thì cái trường hợp này coi như các bạn không thể sửa tại nhà được rồi. Cái này nếu như nó bị cháy chở nè, cháy chở tụ bị nổ các thứ đó thì các bạn lên mang ra tiệm các bạn làm. Tại vì nếu như bạn không chuyên môn về những cái mạch này thì coi như cái khả năng mà các bạn đoán được cái con chở đó là bao nhiêu ôm, cũng như các bạn không có sơ đồ kiến thức về cái bo mạch công suất sử dụng con IC TDA 2030 này, các bạn không thể biết được cái con chở đó mang chỉ số bao nhiêu để thay nó. Cho nên là các bạn lên mang ra tiệm nếu như cái trường hợp bị cháy chở hay là bị đứt đường mạch nha các bạn. Còn nếu như cái trường hợp mà nó không có bị cháy chở nè, nè các bạn nhìn thấy nè, cái bo còn sống nguyên nè, sạch đẹp, sạch sẽ đàng hoàng, thì các bạn cứ yên tâm, cứ làm theo cách của mình, các bạn chuyển thay xe đi. Thì cái xe này á, mình gặp nhiều trường hợp rồi. Trường hợp thứ nhất là nó hư, nó đứt thì nó rất là nguội lạnh luôn, các bạn sờ vào không thấy gì cả. Và cũng như các bạn đo điện áp trên chân số 3 và chân số 5, tức là điện áp và nguồn âm nguồn dương nó đầy đủ đó, thì cái khả năng là nó hư cái con này là rất cao rồi, là mình không cần nói thêm. Là như cái trường hợp con này đang bị đó các bạn, đó là bị cái lỗi thứ nhất đó. Và cái lỗi thứ hai là nó bị chạm luôn, nó bị chạm cái con này nè, sờ vào rất là nóng. Và các bạn đo điện áp âm dương của nó thì nó sụt áp xuống 15V, mà các bạn 12-15V thì đó, các bạn đo mà nó chỉ còn khoảng 10-8V thôi, thì nó rất là căng thẳng rồi. Các bạn phải ngắt nguồn ra ngay và tháo ra ngay, và các bạn kiểm tra trên cái bo mạch này xem là có bị cháy chở hay là bị đứt mạch hay không. Đó, đó là cái trường hợp thứ hai. Và cái trường hợp thứ ba là mình gặp á, là cái con này nè các bạn, nó có trường hợp mà nó nổ tanh bành luôn, nó nổ mà nó nổ tét luôn cái con IC ra luôn, và cái chở các thứ nó bị cháy đen. Trời, lúc đó nhìn cái mạch nó rất là ngoải nha các bạn. Đó là mình gặp cái trường hợp đó rất là nhiều rồi. Và đó là đối với cái trường hợp mà bị hư công suất. Còn những cái ban bệnh khác á, liên quan tới cái bo công suất loa vi tính, cũng như là những cái bệnh mà cái loa vi tính nó hay gặp á, là đa số hư công suất là chính là cái ban bệnh thứ nhất nha các bạn. Còn cái ban bệnh thứ hai là cái tiếng sôi, nó sôi như là cái tiếng radio mà các bạn chưa dò được đài đó, nó sôi lên. Thì cái trường hợp đó là nó bị mất mát nha các bạn. Thì các bạn tháo cái bo công suất ra, các bạn nhìn lên trên cái mạch, nhìn lên trên cái mạch trên cái bo công suất này. Tại vì những cái bo này lâu ngày á, là những cái chân của nó nè, cái chân của nó, cái mối hà đó các bạn, nó hở cái chân ra đó, là coi như nó sẽ bị mất mát, và tất nhiên nó sẽ gây ra cái tiếng ù xì. Đó là cái trường hợp thứ hai. Và cái trường hợp thứ ba đó